Bán bao nhiêu một ly? 5.000. Rồi mình được chọn cái siro không? Mình có mấy loại siro? Nhiều loại hả? Rồi em bán ở đây lâu chưa? Mấy năm hả? Rồi, nhà gần ở đây không? Duy Hải đang đậu kia, tưởng Duy Hải nó ở đây. Ồ, rồi. Thôi chúc em từ đây tới chiều bán hết để về sớm ha. Dạ, cảm ơn em. Rồi. Lễ này có xuống chơi không? Lễ gần tới. Gần tới hả? Dạ. Tới ngày nào vậy em? Ngày rằm tháng mấy? Tháng 10 hả? Kêu bằng lễ gì? Dạ, lễ ốc không bốc. À rồi, để sắp xếp nếu được xuống hang. Bữa đó em có bán đây không? Dạ có. Rồi, rồi cảm ơn nha. Dạ.